Sau đây là kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 16 tháng 11 năm 2023. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 6, 4. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 2, 3, 3. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 4387, 8047, 1648. Giải 5 trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 6506. Giải 4 trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 75356, 62304, 50561, 76215, 67880, 60398, 19087. Giải 3 trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 08177, 93481. Giải nhì trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 59635. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 28510. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 835628. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 835628.